Rồi tiếp theo là một câu về nhịp rung riêng. Thì thực ra đây đề bài nó không có yêu cầu chúng ta phải phải học lý thuyết nhịp rung riêng là gì đâu. Người ta đã cho này, nhịp rung riêng là 4,2 joule trên gam độ. Ý là muốn làm cho 1 gam nước à, muốn làm cho 1 gam nước này tăng thêm, tăng 1 độ C. Đấy, người ta cho cái khái niệm luôn à, thì ta cần cần một cung cấp một cái nhiệt lượng là 4,2 joule, là 4,2 joule. Và trong đấy yêu cầu là cần cung cấp cho 100 gram nước tăng từ 30 đến 70, có nghĩa là tăng 40 độ C, thì cần một nhiệt lượng là bao nhiêu? Chúng ta sẽ nói như sau. Vậy 100 gram nước tăng thêm 40 độ C, tăng 40 độ đó, thì sẽ cần một cái năng lượng là bao nhiêu? Các bạn sẽ nhân thôi, 4,2 nhân 100 nhân cho 40 nữa đó, và chúng ta sẽ bấm máy xem là cần cung cấp một cái nhiệt lượng là bao nhiêu ha. 4,2 nhân cho 100 và nhân cho 40, và giờ có là 16.800 joule hay là 16,8 kJ độ đơn vị. Rồi tiếp theo thì ý bài đây nói là một mol metan khi mà ta đốt á, thì nó sẽ tỏa ra một nhiệt lượng là 890 kJ. Đó, thì sẽ tỏa ra một cái nhiệt lượng là 890 kJ. Đấy. Vậy thì bây giờ tôi cần một cái nhiệt lượng là 16,8 kJ, 16,8 kJ này. Vậy thì cái thể tích của CH4 là cần là bao nhiêu? Vậy đây ta bấm thôi. Như vậy là V của CH4 thì bằng, đầu tiên là các bạn sẽ tính theo số mol, 16,8 nhân 1 chia 890. Đấy, bạn tan sót 16,8 nhân 1 chia thành số mol. Sau đó nhân cho 22,4 để ra thể tích. Nhưng mà tuy nhiên thì trong đề bài này nó chỉ có 75% nhiệt lượng từ CH4 được cung cấp thành nhiệt lượng thôi. Nên là hiệu suất, các bạn có thể hiểu là hiệu suất của phản ứng này là 75% kiểu vậy. Thì các bạn sẽ tính cho tham gia đúng không? Tính cho tham gia là bạn phải nhân 100 và chia cho hiệu suất. Đó, các bạn sẽ bấm máy, kết quả cuối cùng chúng ta sẽ có là 0,564, 0,564 lít, 64 lít. Đấy, thì các bạn sẽ chọn đáp án là câu B này nha, câu năng lượng về nhiệt dung riêng rất đơn giản nha.